Nghe các bạn follower nói ở trên phố Triệu Việt Vương hàng bún riêu rất là ngon. Hôm nay các bạn cùng mình đi ăn thử nhé. Rồi, đầu tiên mình thử nước dùng, bao giờ cũng thế. Ăn đồ nước và thử nước dùng đầu tiên. Ngon đấy, cho lên mồm bắt đầu ngửi thấy mùi dâm bỗng, thơm này. Vị cua rất rõ ràng này, độ ngọt thì không phải nói, miễn bàn mà lựa chọn của tay cũng ngon đấy. Thì giò thì nhà nào cũng như nào thôi, quan trọng là công thức làm ra làm nào. Giò này không bị khô, thơm, bò thì được, không bị khô thế nào, được, ok. Giò thì rau mà, riêu phải ăn kèm với rau sống mà. Ngon ấy, mình đang cảm thấy thiếu gì, từ nãy giờ quên, mình thấy thiếu cái cay mà nào. Đây mới gọi là chuẩn, làm miếng đậu, đậu này không? Nó chiên là chiên mềm, khi mà có nước vào nó hút được cái mỡ, cái vị riêu vào, cuốn phết đấy. Ở đây có hai loại, ống to và ống nhỏ, mình ăn ống nhỏ không? Ăn mình cảm thấy nó ngon hơn, khá là ngon. Bật mí các bạn, nhà mình ấy, cũng đã từng bán bún riêu cũng rất là nhiều năm ở phố Hàng Cọ, thế nên mình phải dùng từ ngon để các bạn biết là không gian quán ấy sạch sẽ, cũng có đường hoa. Biết là nhiều người bảo là mình ít cho điểm cao, mà để trên thang điểm 10, 9 điểm. Là điểm 10, mình chưa biết mô tả nào, mình chỉ nói đúng thực ngon, quan điểm mình nhá.